Ê, hôm nay hai ông cháu quyết định đi chinh chiến ở khu vực này rất là nhiều chim cu đấy. Đấy. Đây là kia kiểu cọc đó, bây giờ lật sang bên này này, tí nữa là có chim vào lòng này là úp một phát là hai bên ấp xuống. Cao thủ đấy. Chưa gì nó trời mùa đất đấy đấy oạch tí nữa hạng chơi cho ra đập lồng nhá, tí nữa chơi mà nó đang ấy thì tí nữa xuống. Quý vị các bạn thân mến, thao thiên cô gái cùng với một cao thủ đang chuẩn bị dàn trận, đừng có mà chơi vội, im mồm. Hôm nay quyết định phải diệt khoảng 6 con ở đây, một mỏ mới. Quý vị các bạn muốn đặt những giao lưu về chim mồi và chim xin chào 0163 5305 982. Đây là con muỗi cắm cắm đất không? Què cắm đây, mùa này rất là thuần. Con này là con mồi gì? Khô mắt, khô mắt đồ này gồm dưới này. Đấy. Ăn dưới này, này ăn dưới này là bị chim. Ăn dưới này bị chim nên là cái này là cắm lục để ngồi trong bụng. Cho đất mới vào. À. Kệ đứng chán này là khác phải. Cây thấu này như thế này, cây thấu hai cây thấu này này cháu đi tâm nó thấy rồi đúng không? Chim gáy đẹp ở nhà dân gian, cái hàng gáy uốn ôm năm lều. Quay mặt nó đã. Đây được đây, tiếng được đây. Gù à? Gù mà đâu xuống có mỗi con này xuống nó gù mấy con mồi đất. Được căng. À. Ừ. Còn bao nhiêu lượt nữa. Em cườm lắm đi. Ông nhìn rỡ từ ngoài vào nhé. Tầng tầng lớp lớp lưới lưới nó cỏ lắm qua nó quấn
là cơm nè. Qua sướng 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 nó xuống, con này nó đánh hết con nọ kia nó xuống quân được gì. Có sản phẩm